Thưa quý vị, sự tác động của các hoạt động sống đến môi trường tự nhiên, nạn phá rừng, ô nhiễm khí quyển, nguồn nước hay là tình trạng khai thác quá mức tài nguyên đã làm thay đổi môi trường sống của chúng ta. Do đó, một triển lãm độc đáo và rất ý nghĩa mang tên Giao điểm thảm họa đã lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình sáng tạo của các nghệ sĩ đã đặt ra câu hỏi về sự tiến hóa trong mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, đặc biệt là với các hệ sinh thái thủy sinh và rừng rậm. Trung tâm của các tác phẩm trong Giao điểm thảm họa là một dòng chảy băng qua các vùng lãnh thổ và văn hóa khác nhau. Tại đây, có những hình ảnh thể hiện các nam thần và nữ thần gắn liền với dòng nước và rừng rậm trong nhiều nền văn hóa trên khắp thế giới. Những dòng sông và cánh rừng trong triển lãm còn phản ánh ranh giới giữa vùng hoang dã và thế giới loài người, như vùng đất riêng của Artemis trong thần thoại Hy Lạp hay Oxum trong văn hóa Yoruba và các mẫu thần ở Việt Nam. Đề tài về những sáng tác của tôi là nghiên cứu về các câu chuyện thần thoại Việt Nam, và sau đó tôi đi một bước xa hơn là tìm ra những tương đồng giữa các câu chuyện thần thoại Việt Nam với các dân tộc khác trên thế giới. Đây không chỉ đơn thuần là những hoạt động sáng tác mà còn tạo điều kiện cho tôi tiếp cận và hiểu hơn về những giá trị và dân tộc Việt Nam. Thì mình rất là thích cái kiểu mà nét vẽ mà nó rất là kín, rất là chi tiết, nó rất là minh họa, thì nó cũng mang cái kiểu như là sự ám ảnh á. Thì mình thích những cái gì nó giống như là nó thử thách người nhìn như vậy. Và mình rất là thích cái không gian mà phòng treo tranh ở bên phía bên kia và cái phòng đỏ này. Triển lãm bao gồm một tổ hợp các tác phẩm, tranh vẽ, hoạt hình, tượng, trang phục, mặt nạ và các bản nhạc sáng tác bởi những nhạc sĩ danh giá. Quý khán giả của Mua Gì Ở Đâu có thể đến thưởng thức triển lãm hoàn toàn miễn phí, kéo dài từ nay đến hết ngày 28 tháng 3 năm 2020.